chào các bạn. Nào chúng ta hãy bắt đầu cùng nhau trao đổi những cái bí kíp dinh dưỡng trong quá trình mang thai nhé. Đây sẽ là clip dài nhất trong chuỗi các clip thuộc về chế độ dinh dưỡng của bà bầu. Và các bạn khi mà mang thai hoặc là chuẩn bị mang thai thì đây chính là clip mà mình phải theo dõi từ đầu đến cuối, bởi vì nó sẽ có tất cả các cái nguyên lý chung nhất. Và sau này qua những tháng tiếp theo thì Anna chỉ lưu ý lại một chút những cái chế độ đặc biệt cho từng cái giai đoạn phát triển của thai nhi thôi. Vậy thì trong cái chế độ mang thai của bà bầu thì chúng ta cần phải quan tâm những gì? Tại sao lại phải có rất là nhiều chuyên gia? Anna chỉ là một người mà nói về chủ đề này. Trong trước đây đã có rất là nhiều những cái chuyên gia khác nhau. Khi mà bạn search trên YouTube, trên Google, bạn cũng sẽ ra rất là nhiều những cái thông tin về chế độ dinh dưỡng làm sao đó để có một thai kỳ khỏe mạnh. Chúng tôi nói rất nhiều bởi vì trong quá trình mang thai, do khẩu vị của mẹ thay đổi, do hormone của mẹ thay đổi, cho nên là mẹ sẽ thèm một số món và mẹ sẽ quên đi một số món khác. Tức là nhiều khi mẹ biết hết tất cả những cái nguyên tắc về dinh dưỡng, nhưng mà do cái phản ứng ốm nghén quá nhiều này, cho nên là mẹ không ăn đủ, hoặc là mẹ lại ăn quá dư, hoặc là buổi tối mẹ vẫn đang còn xì sụp hôp húp mì tôm rồi ăn một số những cái món ăn khuya. Và thực ra thì mình có thể giải tỏa được cái cơn thèm của mình, thế nhưng mà em bé ở trong bụng sau đó lại cùng với chính cơ thể của mình phải chịu hậu quả cho những cái bữa ăn khuya và những cái bữa ăn mà quá thừa những cái năng lượng và lại thiếu dinh dưỡng. Có một số người nói rằng là khi mà nghén thì còn có những người nghén cả ngói nữa. Thì Anna cũng chưa từng thấy ai ăn ngói, nhưng mà có nghe một số các bác và các bà kể lại cái chuyện đấy. Không biết là tại sao, nhưng mà có thể là thời gọi là giai đoạn trước đây thôi, chứ còn những cái năm mà bây giờ đã là 2018 rồi thì Anna chưa thấy có một cái thông tin gì liên quan đến việc là khi mà nghén thì người ta có thể ăn ngói. Có lẽ là bây giờ do là dinh dưỡng đã quá đầy đủ rồi, cho nên là chúng ta cũng cân bằng hơn so với cả các cụ của chúng ta, các bà các mẹ của chúng ta trong những cái giai đoạn trước của xã hội. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cùng chia sẻ những cái thông tin. Và bạn hãy nhớ rằng là đây là những cái thông tin mà bạn dùng để tham khảo. Tại sao mà trước đây trong những video clip khác thì Anna không nhấn mạnh cái điều này, và trong cái chuỗi này thì Anna lại phải nói ngay từ đầu? Bởi vì bạn đang trải qua một cái giai đoạn hết sức quan trọng. Chúng ta cả đời chỉ sinh nở khoảng 2 em bé thôi. Thực ra bây giờ thì có nhiều gia đình sinh 3 bé, thậm chí là 5 bé. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta sẽ sinh nở khoảng 2 lần. Bởi vậy cho nên là đây là một giai đoạn quá là quan trọng, và chúng ta nhận được sự yêu thương, nhận được sự chú ý quan tâm không phải chỉ là chồng chúng ta mà còn gia đình hai bên nội ngoại. Cho nên có thể một số những cái thông tin bạn thấy trong series này nó sẽ khác với những thông tin mà bạn tìm kiếm được trên internet hoặc là những cái nguồn khác. Tất cả lựa chọn là ở phía bạn, bạn có thể trải nghiệm hoặc là bạn có thể chọn không. Làm sao đó mà bạn cảm thấy thoải mái để có một cái thai kỳ thật là thư giãn. Như vậy thì mẹ khỏe và con cũng sẽ khỏe theo. Một cái thông tin dinh dưỡng mà luôn luôn đúng trong tất cả mọi thời kỳ, đó là chế độ dinh dưỡng của chúng ta luôn phải cân bằng. Cân bằng tức là sao ạ? Cân bằng tức là bạn phải có đủ 4 nhóm chất, chất đạm này, chất béo này, tinh bột này, và nhóm thứ tư là một nhóm vô cùng quan trọng, đó là nhóm chất xơ, các vitamin, muối khoáng và enzyme. Nếu như chúng ta ăn quá thiên về một nhóm chất thì bạn biết rồi, cơ thể của chúng ta sẽ bị thiếu những cái nhóm còn lại. Và thai kỳ thì nó lại đặc biệt như thế này. Thai nhi phát triển tăng những cái tốc độ thay đổi về trọng lượng rất là nhanh. Đồng thời do cái nhu cầu phát triển và hình thành các cái cơ quan nội tạng bên trong cơ thể cũng như là hệ thần kinh, cho nên là thai sẽ ưu tiên là gì? Lấy dinh dưỡng từ mẹ. Tức là nếu mà mẹ ăn không đủ chất thì rõ ràng là thai nó sẽ lấy dinh dưỡng từ cơ thể mẹ ra. Và như vậy thì có thể là sau khi sinh bé thì người mẹ sẽ bị thiếu dưỡng chất rất là nhiều. Và có nhiều trường hợp mà bị hậu sản và mẹ rất là yếu ớt. Thế cho nên là người ta cũng hay nói cái câu là chửa đẻ là cửa mả. Tức là nếu như mình sinh nở, mình biết chăm sóc tốt thì lúc đó toàn bộ cơ thể của mình như là một cái hệ thống mở ấy, và nó sẽ cho phép hấp thu rất là nhiều dưỡng chất. Nên thường người ta hay nói là gái một con trông mòn con mắt là vậy, sẽ đẹp hơn. Anna cũng là một cái ví dụ điển hình của việc là sinh nở xong thì mình đẹp hơn trước rất nhiều. Đây có thể lấy theo cái trào lưu là dậy thì thành công, thành là mình đã sinh nở thành công.
tức là mình vẫn cảm thấy là mình đẹp hơn, mình khỏe khoắn hơn, và bên cạnh đó mình lại có thêm một thiên thần vô cùng đáng yêu. Vậy chúng ta sẽ cần phải lưu ý ở chỗ này là trong trường hợp mà mẹ không ăn đủ thì có thể thai nhi sẽ bị ảnh hưởng, nhưng trong những cái tháng đầu thì nó sẽ chưa bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì trong những cái tháng đầu thì thai nhi chưa có cái nhu cầu quá lớn về mặt lượng. Thay vào đó mẹ lại bị ảnh hưởng nhiều. Và nếu mẹ ăn không đủ chất ngay từ đầu thì mẹ sẽ cảm thấy mệt mỏi, mẹ sẽ cảm thấy đau nhức, rồi những cái phản ứng nghén nó cũng sẽ nhiều hơn. Như vậy thì cái hành trình làm mẹ của mình, hành trình mang thai của mình nó sẽ rất là dài đằng đẵng và nó sẽ rất là khó chịu. Mà suy cho cùng thì những cái yếu tố tinh thần nó vẫn đóng vai trò quan trọng hơn cả những cái yếu tố về dinh dưỡng và về vật chất. Thế cho nên mẹ hãy nhớ rằng là mình ăn đủ chất không chỉ vì quyền lợi của con mà vì quyền lợi của mình. Bởi vì mình sẽ ảnh hưởng đến con, cho nên là mình cần phải tìm hiểu kỹ càng. Nếu như bạn đang chưa kịp tìm hiểu hoặc là bạn cảm thấy bạn chưa có đủ lý do để bắt đầu vào những cái thông tin gọi là ăn uống, tức là bạn không muốn ấy, tức là bạn vẫn còn cảm thấy rằng là mình có thể nhõng nhẽo một chút, mình thích ăn gì thì mình ăn đấy, thì những cái clip này không phù hợp với bạn. Thế còn bạn cảm thấy rằng là mình đang tạo ra một cái sinh vật mà sinh vật đó được đánh giá là tiến hóa nhất trong những cái gì mà con người của chúng ta có thể biết được. Nó tiến hóa đến mức độ mà không cần phải sử dụng thêm bất kể một cái tác động nào thì nó vẫn hoạt động được. Không cần phải cắm điện như là những cái phương tiện như là quạt hay tivi mới có thể chạy được. Con người của chúng ta là cứ sinh ra thôi là đã tự hoạt động tất cả, tự tạo năng lượng. Và cái quá trình đó là một cái quá trình vô cùng tuyệt diệu của tự nhiên. Và bạn là phụ nữ và bạn đang có một cái cơ hội, đó là kiến tạo ra một sinh vật như vậy. Thế thì đấy là xét về mặt sinh học. Và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta đang có cơ hội sáng tạo ra cả một cái tương lai, cả một cái cuộc đời của một con người phụ thuộc rất nhiều vào cái giai đoạn này. Cho nên nếu bạn cảm thấy rằng là lý do đó đã đủ để cho bạn theo dõi, và theo dõi rồi bạn sẽ thực hành theo để có thể tạo điều kiện cho em bé phát triển tốt nhất, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần thông tin chi tiết. Như Anna vừa mới chia sẻ rằng bạn sẽ cần phải ăn đủ các nhóm chất. Và đủ là như thế nào ạ? Thực ra cái năng lượng mà đến cho cơ thể của chúng ta, bạn hãy tính là khoảng một ngày bình thường mình cần khoảng 2.000 calo đi. Nếu là phụ nữ thì có thể mình cần khoảng 1.600 calo gì đó. Thì 50% số calorie đó sẽ đến từ tinh bột. 50% còn lại nó được chia đều ra, mà khoảng 30% thì đến từ chất béo và 20% thì đến từ protein. Và người ta tính cái công thức đơn giản như thế này ạ. Bạn cứ tính là 1 gram tinh bột và 1 gram protein sẽ tạo ra 4 calo, và 1 gram chất béo thì tạo ra 9 calo. Bạn cứ tính như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là tổng lượng thức ăn mà mình cần đưa vào bên trong cơ thể mình cũng không phải là quá nhiều đâu ạ, đúng không ạ? Ngoài ra nữa là gì, trong cái quá trình mang thai, đối với 3 tháng đầu thì trong thời kỳ 3 tháng đầu thì em bé chỉ có trọng lượng khoảng hơn 100g cho đến khi kết thúc 3 tháng thôi, tức là rất là bé, tức là như một quả táo ấy. Thế cho nên là nếu như mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải ăn nhiều trong 3 tháng đầu thì cũng không phải. Tổng số lượng calorie mà mẹ cần phải tăng lên trong 3 tháng đầu nó chỉ rơi vào khoảng quãng chừng 300 calo thôi. Vậy 300 calo thì nó tương đương như thế nào? Nó tương đương với khoảng cỡ mẹ ăn khoảng hơn 2 trái táo, hoặc mẹ ăn khoảng 2 trái chuối bé bé, hoặc là hơn 300 calorie thì nó tương đương với khoảng 1,5 cái bánh mì mà có nhân ý, hoặc là nó chưa bằng một bát phở. Thế cho nên là nói như vậy để mẹ dễ hình dung. Thế nhưng ngược lại, nếu mà mẹ lại đổi các loại thức ăn sang thành các loại rau củ quả, và mẹ chọn những cái loại mà nó có vị nhạt, những cái nhóm quả mọng, thì bạn sẽ ăn được nhiều hơn. Và vì vậy cho nên rằng nếu như chúng ta mà đang bị ốm nghén, chúng ta cảm thấy chúng ta không ăn được nhiều, thì mẹ cũng đừng có lo lắng quá. 3 tháng đầu này thì cái biểu hiện ốm nghén của mẹ chính là cái biểu hiện mà mẹ làm cho mẹ khó chịu nhất, và cũng như là làm cho mình không thể nào ăn uống đúng như là mình kỳ vọng. Có những mẹ là do rất lâu, rất là mong mỏi mới có em bé, cho nên là đã thực hiện vô cùng nghiêm túc tất cả những hướng dẫn của chuyên gia, của bác sĩ, tìm hiểu vô cùng kỹ càng. Và 3 tháng đầu thì mẹ không thực hiện được như vậy, thì mẹ đâm ra lại lo lắng quá. Và chính những cái lo lắng đó thì nó lại tiết ra những cái hormone
tạm gọi là cortisol, rồi một số những cái loại hormone mà nó không tốt cho ngay cả sức khỏe của mẹ lẫn là sức khỏe của thai nhi. Cho nên tất cả mọi thứ mình hãy bình thản đối mặt và bình thản hưởng thụ cái hành trình làm mẹ của mình. Và đi vào chi tiết, tinh bột thì chúng ta sẽ cần phải ăn như thế nào ạ? Tinh bột bạn nên chọn những cái loại tinh bột mà càng ít chế biến càng tốt. Tức là bạn hãy tránh xa những cái thứ tinh bột chế biến như là pizza này, hoặc là hamburger này, ngay cả mì tôm này. Mình cũng nên bỏ qua tất cả những cái món đó. Ngay cả những cái thứ như là bún miến phở cũng được gọi là tinh bột chế biến. Vậy thì bạn nên ăn gì ạ? Tốt nhất là mình ăn ngũ cốc còn nguyên hạt. Ngũ cốc còn nguyên hạt tức là đậu xanh này, đậu đỏ này, đậu đen này, đậu ngự cũng được này, và gạo lứt này. Nhưng mà gạo lứt bạn không nên ăn nhiều đâu nhé. Bạn chỉ ăn như một trong những loại ngũ cốc kia mình trộn vào với nhau để mình nấu thành một loại cơm ngũ cốc chẳng hạn. Chứ là Anna không có khuyến khích bạn là bạn ăn cơm từ gạo lứt trong cái thai kỳ của mình. Thứ hai nữa là mình có thể sử dụng gạo trắng, đương nhiên rồi. Ở Việt Nam của chúng ta là một cái đất nước mà có nền văn minh lúa nước, cho nên rằng bạn cứ yên tâm đi, bạn ăn gạo trắng nó sẽ rất là tốt và nó sẽ rất phù hợp với bộ gen của chúng ta. Mình hãy chọn những cái loại gạo mà 6 tháng thì là tốt nhất. Còn trong trường hợp mà mình không thể chọn được những loại gạo 6 tháng thì bây giờ mình đành phải mua những cái loại gạo mà sử dụng những cái công nghệ hiện đại hơn để mà trồng trọt, cho nên rằng là cái tổng cái thời gian thu hoạch nó ngắn hơn. Bạn cũng có thể ưu tiên chọn những cái loại gạo mà được sản xuất theo hướng organic. Đồng thời là bạn chọn những cái loại gạo còn nguyên cám thì sẽ tốt cho cả mẹ và bé, bởi vì trong lớp cám của gạo thì bạn cũng biết rồi, nó có rất nhiều vitamin nhóm B, và vitamin nhóm B thì vô cùng cần thiết quan trọng cho cái quá trình hình thành và phát triển của thai nhi cũng như là sức khỏe của mẹ. Chúng ta ăn mỗi ngày khoảng từ 3 bữa đúng không ạ? Thì thường bữa sáng của chúng ta không ăn cơm. Bữa trưa và bữa chiều thì mỗi bữa mình sẽ ăn khoảng từ 1 đến 2 chén tùy vào cái khả năng của mẹ. Nếu trong giai đoạn này mẹ quá ngén mà mẹ chỉ ăn được khoảng nửa chén cơm thì cũng không sao hết. Nhưng nếu như bình thường mẹ ăn khoảng 1 chén đến 2 chén, đương nhiên cái chén ăn cơm của mình nó cũng nhỏ nhỏ thôi, thì nó sẽ tốt và nó đủ được cái lượng tinh bột cho cơ thể của mình. Nhiều người hỏi rằng là nhưng mà tôi sợ béo, hoặc là tôi ngén tinh bột tôi không ăn được thì có sao không? Thì cũng như trong những cái video clip trước Anna có chia sẻ là khi mà mình không ăn đủ tinh bột á, đây đặc biệt những cái người mà muốn cho gọn gàng mà không ăn tinh bột thì nó lại có một cái tác dụng phụ không mong muốn, rằng là trong tinh bột nó có cái L-tryptophan, và đây chính là cái một loại hormone mà giúp cho chúng ta có giấc ngủ ngon. Đồng thời nó sẽ giúp cho chúng ta có cái cảm giác thoải mái, thư giãn. Cho nên nếu như mà mình không ăn đủ tinh bột á, mẹ không ăn đủ tinh bột thì đương nhiên mẹ cảm thấy không thoải mái, thư giãn, mẹ không ngủ ngon, tức là em bé cũng vậy. Mẹ hãy cân nhắc điều này nhé, để cho mình có thể có một cái thêm nhiều những cái lý do để mà ăn tinh bột đầy đủ. Cái nhóm chất thứ hai đó là chất béo. Chất béo thì sao nhỉ? Chất béo chúng ta đã biết rồi, chúng ta thường biết là rất là nhiều cái phương tiện truyền thông thì hay nói rằng là trong thịt cá, trứng, sữa là có chất béo. Ở đây thì Anna lại khuyến khích bạn là nên sử dụng chất béo thực vật. Chất béo thực vật thì thực sự thì Anna rất là thích trái bơ. Bơ thì thường nó chỉ mất mùa trong khoảng chừng 2-3 tháng thôi thì nó lại có mùa và trái bơ. Những cái loại bơ như thế này thì rất là ngon. Và trong bơ có rất nhiều omega 3 và axit béo, chính là những cái thứ mà cơ thể của chúng ta cần. Nếu như mà mình ví von một cơ thể của mình như là một cơ thể, hoặc bạn có thể nói là một tập hợp các tế bào cũng được, và mỗi tế bào thì đều có một cái lớp màng của nó, và lớp màng của nó chính là làm từ những cái chất béo, cho nên là nó rất là cần thiết. Ngoài ra não bộ của chúng ta có đến 60% là chất béo. Có thể nói não bộ của chúng ta là cái cơ quan mà béo nhất ở trên cơ thể của chúng ta, cho nên bạn hãy ăn đầy đủ các chất béo, và đừng có vì là cái từ béo mà mình từ chối chất béo. Béo không có nghĩa là làm cho mình béo, đó chỉ là cái tên của nó thôi. Nếu bạn chọn đúng loại từ nguồn gốc thực vật thì nó sẽ rất là tốt. Ngoài ra có những cái nguồn từ hạt như là các loại đậu này, rồi như mè đen, mè trắng, và một số những cái loại hạt mà bà bầu vẫn được thường xuyên khuyên dùng để ăn như là hạnh nhân, óc chó, rồi hạt chia, đều là những cái loại hạt mà có cái hàm lượng omega 3 và axit béo rất là cao. Anna thì lại thích một cái loại hạt mà Việt Nam của chúng ta trồng được. Nó có thể hoàn toàn được sử dụng
cho mẹ thường xuyên trong suốt cái thai kỳ của mình, đó là mè đen và mè trắng. Và Anna có để mè đen và mè trắng ở đây. Mè đen và mè trắng của chúng ta thì chúng ta có thể làm gì ạ? Đương nhiên không phải để chúng ta ăn muối vừng muối lạc đâu đúng không ạ? Mà để cho chúng ta làm sữa mè chúng ta uống. Khi mà làm sữa mè thì chúng ta sẽ uống với cái tỷ lệ là 2 mè trắng và 1 mè đen. Và đây chính là một cái công thức mà giúp bổ sung cái omega 3 và axit béo cho bạn rất là tốt. Ngoài ra trong mè nó cũng có rất là nhiều thêm những cái yếu tố khác nữa mà xứng đáng để cho bạn ăn trong suốt thai kỳ. Ví dụ như mè trắng sẽ giúp bôi trơn các khớp này, mè trắng sẽ giúp cho da của bạn và da của em bé nó có đủ độ đàn hồi đẹp hơn này, mè đen sẽ giúp cho tóc của chúng ta đen hơn, và mè đen cái màu đen này nó sẽ dẫn vào thận, mà thận chính là cái cơ quan đầu tiên mà tạo ra sinh khí cho khắp cơ thể. Khi mà cái tạng thận của bạn tốt á, thì thai của bạn sẽ phát triển khỏe mạnh, và trong cái quá trình chuyển dạ sinh nở của bạn sẽ rất là thuận lợi. Vậy tại sao Anna lại giới thiệu mè nhiều hơn những cái món như là hạnh nhân hay là óc chó? Bởi vì thực ra hạnh nhân hay là óc chó không trồng được ở Việt Nam. Ở Việt Nam của chúng ta thì mè có rất là nhiều. Ở Việt Nam của chúng ta còn có trồng thêm đủ loại nữa là mắc ca. Bạn hãy ưu tiên là cứ cái gì mà trồng ở đất nước của chúng ta thì chúng ta ăn. Chúng ta ưu tiên ăn cái đó. Nếu như ở bên kia họ có một số loại hạt này thì đương nhiên ở Việt Nam cũng sẽ có một số loại hạt khác cho mình bổ sung. Ngoài ra bạn vẫn có thể ăn những cái loại hạt ngoại nhập, nó vẫn tốt thôi, không sao cả. Nếu bạn cảm thấy bạn ăn những cái loại hạt ngoại nhập mà nó bị nắm thì bạn sẽ chuyển ăn nhiều hơn vào những cái loại hạt mà trồng ở Việt Nam. Và dù như thế nào thì hạnh nhân hay óc chó hay là mắc ca thì mỗi ngày bạn ăn, bạn cũng chỉ ăn từ 6 đến 8 hạt thôi. Nó vừa đủ cái lượng dinh dưỡng cần cung cấp cho mình, mà nó lại không làm cho mình bị đầy bụng. Trong quá trình mang thai bạn có thể ăn nhiều hơn một chút. Khi mà bạn nghén và bạn thèm những cái loại chất đó thì đương nhiên rồi, chắc chắn là bạn sẽ ăn nhiều hơn so với mức bình thường quy định. Như vậy thì bạn hãy ăn thêm tỷ lệ rau xanh vào để cái hàm lượng chất xơ nó giúp cho bạn có thể cân bằng lại được cái tiêu hóa ở bên trong cơ thể nhé. Cái chất thứ ba mà chúng ta cần quan tâm đó là chất đạm. Chất đạm thì chúng ta thường nói đến là Anna vẫn nghe cái câu mà thịt cá trứng sữa, nó rất là gọi là nó thuận miệng. Nhưng mà trong những cái năm gần đây á, do là độc tố trong những cái môi trường của chúng ta bây giờ nó rất là cao, và người Việt Nam của chúng ta thì cái không khí nhiễm độc và thức ăn thực phẩm bị nhiễm độc rất là nhiều. Thậm chí là những cái câu chuyện nóng bỏng về cái việc thực phẩm bẩn này á, nó là làm hao tâm tổn sức của rất là nhiều những cái nhóm người khác nhau. Đặc biệt là những cái thai phụ thì lại càng quan tâm đến việc làm thế nào để có thể có được thực phẩm sạch. Thế thì nếu mà mình nói rằng là thịt cá trứng sữa là có đủ protein thì thực ra thì nó cũng đâu quanh khoảng từ 14 cho đến khoảng 18% trong đó là đạm thôi. Thế còn lại thì nó là những cái thành phần khác, bao gồm cả nước. Và bạn có thể có thêm một cái nguồn protein thay thế khác là đến từ thực vật, đến từ những cái cây họ đậu. Đến từ cây họ đậu này, hoặc là đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh là những cái loại mà Anna thích sử dụng. Còn đậu nành thì Anna không thích sử dụng lắm, bởi vì do đậu nành ở Việt Nam thì đa phần là nguồn biến đổi gen. Và trong quá trình mang thai của mình á, thì mà mình sử dụng những cái sản phẩm mà biến đổi gen nhiều quá